Bảo Bảo. Sao anh con? Anh vừa mua được một siêu phẩm nha Bảo. Xe là xe nhào lộn nha. Xưa giờ anh làm nhà xe nhiều rồi đúng không? Nhưng mà mấy chiếc xe kia là toàn là xe leo địa hình này, rồi xe điều khiển từ xa này, xe ô tô đó kiểu. Nhưng mà hôm nay cũng là cũng xe, nhưng mà xe này là xịn sò hơn. Đó, nó khác biệt mấy chiếc xe kia. Xe này gọi là giống như là dancer. Một dancer nhảy tứ tung á Bảo. Đây, đây là bên ngoài của nó này. Đó, cái hộp của nó này. À, ở đây là cái gì ta? À, tên của nó là gì hả? Tên của nó là Stunka. À, DE83, à quên 38. Đây anh mở ra nha. Này, đây điều khiển của nó này. Nhìn đẹp không Bảo? Nhìn chắc không? Chắc chắc anh con. Chắc đúng không? Chắc ngất luôn hả? Anh con mua cái gì vậy anh con? Ngày này anh mua màu trắng luôn á, nó giống cái này luôn nè. Đi anh mở ra nha. Đây. Đó. Đây nè Bảo, ghê chưa, ghê chưa? Thấy đẹp không Bảo? Đẹp đẹp anh con ơi. Cái hộp nó đóng gói đẹp đúng không? Đúng rồi. Đó, nó xịn sò luôn, màu trắng rất là đẹp luôn. Màu trắng tinh khôi. Và đây nè, anh mở chiếc này ra nha. Ồ, nhân vật chính đúng không? Ờ, đây nhân vật chính này, em cầm chiếc này cho anh đi, lát anh review cho. Còn đây là phụ kiện của nó này bạn này. Phụ kiện của nó là một cái điều khiển này, nhìn trắng đẹp à, đúng không? Đúng rồi. Trắng đẹp luôn á. Ở trên này có cái phụ kiện của nó là pin này Bảo. Hình như cái này là có hai viên pin đó. Trong này hình như là lắp pin sẵn rồi nè. Đây một viên pin ở đây bạn này. Đó. Đây, pin nhỏ xíu như vậy thôi nhưng mà chơi cũng hơi bị lâu nha. Em cầm cho anh với. Đó, bên này có thêm một cái dây sạc nữa. Dây sạc này. Và thêm một cái túc vít. Túc vít để mở đó Bảo. Ờ, người ta cho mình luôn á, trong này là có dạy hướng dẫn nè. Nhưng mà cái này anh biết chơi rồi, nên là không cần dạy hướng dẫn. Rồi, bỏ đây nha. Rồi. Bây giờ đây nè, ở trên này nè. Em nhìn thấy cái này không? Còn rất là nhiều nút nha. Cái nút này giữa là nút nguồn nè. Đó, ở trong này có pin rồi nè. Thấy đèn nó chớp chớp không? Để em cầm nha anh. Rồi, để anh review chiếc này cho em xem nè. Xe này là có 4 bánh. Đó, nhưng mà nó hoạt động độc lập nha, 4 bánh này nè. Ví dụ hai bánh bên này đúng không? Là nó hoạt động riêng. Hai bánh bên này hoạt động riêng nè. Chứ không phải là nó chạy 4 bánh luôn phải không? Đó, thấy không? Mà xe này hay lắm, nhìn này. Chạy hãng ra sạc 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 thấy không? Này sạc đây. Đó, sạc sạc không? Chức năng của nó lát như nào em anh sẽ chỉ cho em, hay lắm, xe này hay lắm. Xe nhào lộn hay lắm Bảo. Rồi, đây ở dưới này có cái nút nguồn này, bây giờ anh sẽ mở lên nha. Nó có nhạc. Tại vì ở trên này nó có một nút nhạc nè. Đó. Này. Cái này giống TikTok à đúng không? Đúng rồi anh con. Đó, cái này mình tắt này. Đó, là có thể là điều khiển được nhạc hoặc là tắt nhạc luôn các bạn. Này, lại nha. Chín không? Chín không? Thấy không? Wow, em thấy gì chưa? Thấy hay không? Thấy không? Đó, cái này anh nói là một dancer đó. Anh thả xuống này. Đó, ghê không? Này, lại nha. Này, anh bấm nút cua nha. Đó. Ghê chưa? Chị cho chưa? Đó, nó rớt. Ghê chưa? Thấy ghê không? Đó, trên này có đèn bạn này. Đèn rất là nhiều đèn luôn á. Do ban ngày nên là khó thấy đèn á. Nhưng mà ban đêm á, chơi sướng lắm, chơi đã lắm. Bảo cho nó quay vòng tròn đi Bảo. Ok anh công. Wow. Ủa nó lên đó kìa. Hay anh công ơi. Ờ, nó quay nhanh quá Bảo ơi. Nó quay tứ tung luôn Bảo ơi. Đã đúng không Bảo? Đúng rồi, anh đó. Mà Bảo biết sao không? Cái ngoài chức năng mà xoay này đó, nó còn một chức năng nữa. Hay chức lắm. Năng gì anh công? Đây, để anh cho em xem này. Đây nha. Như này đúng không? Anh để cho chạy tới nha. Đó, đây chạy tới đúng không? Như này. Rồi, không thấy ghê chưa? Đây. Nó lộn nó Bảo, nó lật ngược lại á. Nè, chạy tới nha. Đó. Thấy không? Tại vì ở trên cái bàn này là một cái nó nhỏ quá, diện tích nó nhỏ nên là nó chơi không được. Lát nữa anh em xuống thêm á, anh sẽ biểu diễn cho em xem. Okay. Hay lắm Bảo. Nè. anh lộn. Anh nhầm. Đây để làm lại nha, như này anh chạy tới nè. Lật nè. Thấy không? Chạy tới nè. Không? Hay lắm Bảo. Nè, còn chưa hết đâu. Còn ở trên này đúng không? Trên này cái ba nút đúng không? Nút này là nút nhạc nè. Đúng rồi. Đó. Đúng không? Cái nút này là cua trái cua phải nè. Đúng rồi. Còn cái nút này là chạy lui này đúng không? Đúng rồi. Còn cái nút này nữa này, nút này là em biết làm gì không? Làm gì vậy anh con? Là nó khi mà mình bấm cái nút này là nó có thể là có bao nhiêu chức năng của xe này là nó tự động chạy luôn. Đó, kiểu dạng bạn demo á nó tự chạy luôn. Bây giờ anh sẽ bấm thử em xem nha. Như này. Đó, thấy không? Nó tự chạy. Thôi, cái lát nữa đi, lát nữa xuống thêm á rồi anh sẽ biểu diễn cho em xem. Cho trên cái này mặt phẳng nó kém quá ha. Em còn không biết bây giờ tỷ ở đâu ta, mình qua nhà tỷ chơi đi. Bên nhà tỷ sân rộng á, sang nó chơi hết rồi đúng không? Đi Bảo. Nó dừng lại, nó tự dừng lại kìa. Nó tự dừng luôn. Em cho chạy lại đi. Bây giờ em thực hiện cái skill đó là nhào lộn đi Bảo. Em thử đi xem nào. Hay chưa? Wow, xịn xò.
Wow. Wow. Đã Bảo ơi. Anh cho xoay tròn đi. Wow, đã Bảo. Hả? Cho chạy hết ra đi. Em mở nhạc lên cho Bảo. Nó nghe nhỏ hả? À, nhưng mà nghe nghe cũng hay đúng không? Cho leo tường đi Bảo. Em cho nó leo, nó leo tường nó tự động luồn ngược lại á. Em thử xem nào. Đó thấy không? Đó thấy không? Thấy không? Đó thấy không? Ờ nó xoay 360 độ luôn đó. Đó, đó, đó. Xe đen thuộc dạng xe điên các bạn. Wow, thích quá. Đó, bây giờ mình sẽ biểu diễn nè các bạn nè. Các bạn ơi. Nó nhào lộn tử tung các bạn ơi. Đó, xoay nè. Đó, xoay. Wow, rất là thích luôn các bạn ơi. Đó. Rồi, nhào lộn nè. Rất là thích luôn nha các bạn. Cái này chạy rất thích luôn á. Đây mình chạy tới nè. Nhào lộn nè. Đó bạn đâu. Nhào lộn. Xoay. Xoay. Xe đen thuộc dạng xe điên luôn các bạn ơi. Wow rất thích luôn nha. Đó. Hình như là gần hết pin rồi hay sao các bạn, chạy bên này nó yếu quá. Thôi các bạn đâu. Hay thiệt các bạn. Đây này, mình cho chạy lại nha. Đó. Xe này giống như xe điên á. Xe điên các bạn. Đúng không? Tại vì nó chạy tử tung luôn các bạn. Đúng rồi. Các bạn biết sao lúc nãy Bảo với mình nó cho chạy rất là nhiều luôn nha, nhưng mà xe chạy nãy giờ vẫn không hết pin các bạn. Có một cục pin thôi mà không hết đúng không? Đúng hiện rồi. Tại bây giờ chạy rất là ok này. Đó, lật lật đó, thấy không? Chạy rất là ok luôn nha các bạn. Thì sau khi mình chơi thì mình thấy xe này rất là bền luôn. Tại vì cái bảnh cao su đây nè, nó rất là dày đó bạn à, đúng không? Đúng khi mà mình bị rớt các bạn, mà lúc mà mình chạy xuống cái bậc cấp nó rớt á thì xe này vẫn không bị sao hết, nó lật lại nó chạy rất bình thường. Đó với lại là do mình leo tường nhiều quá nên là nó bị va chạm á, thì ở trên này nó xước bị xước này. Này bảo rờ xem coi, nó sần sùi đúng không? Đúng rồi. Đó, bị xước thôi nha các bạn, nhưng mà không bị bể nha. Đó, xe rất là bền luôn các bạn. Nếu các bạn mà còn điều kiện thì cũng nên mua nha. Lần trước là mình mua trên Lazada thì nó giảm giá các bạn. Chứ bây giờ hình như là giá nó cũng là 300 mấy sao á. Lần trước rồi mình mua có 200 thôi. Nó giảm giá. Xe này ở bên nước ngoài ship hơi lâu các bạn. Ship hơi lâu, mình mua tầm khoảng 2 tuần nó mới ship về các bạn. Đó thì các bạn ơi, kênh của mình đã gần đạt được 100.000 người đăng ký các bạn, là được nút bạc các bạn. Đúng rồi. Thì một lần nữa thì mình cảm ơn tất cả các bạn nha, đã luôn ủng hộ mình với Bảo trong thời gian qua nha các bạn. Đó, thì sắp tới thì chắc là nay mai thôi bạn hả? Còn có 1.000 người đúng không các bạn? 1.000 người là đạt được nút bạc rồi. Rất là vui luôn các bạn, mình rất là vui luôn. Thì mình một lần nữa thì chân thành cảm ơn tất cả các bạn nha. Thì sau này nhận nút bạc về thì mình với Bảo ăn mừng sau nha. Đúng đó rồi. Thì clip ngày hôm nay thì bọn mình muốn review chiếc xe này thôi. Chứ rất là thích luôn các bạn. Đó thì còn lại thì bọn mình sẽ kết thúc clip tại đây luôn nha. Nếu các bạn mà yêu quý mình á, yêu quý Bảo á, yêu quý chiếc xe này á thì hãy để lại cho bọn mình một like nha. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho bọn mình nha các bạn, để nhau mau mau sớm được lấy nút bạc nha các bạn. Đó, thì mình chân thành cảm ơn tất cả nha. Nói chung là nhắc đến nút bạc là vui lắm các bạn, vui kinh khủng luôn á. Thôi không nói nhiều nữa. Thì mình sẽ kết thúc clip tại đây luôn nha. Bây giờ mình với Bảo xin chào nha. Bye bye.